Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Tới dự có các đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 và các đơn vị thành viên đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Ngày 27 tháng 12 năm 1962, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo yêu cầu nhiệm vụ, tại thủ đô Hà Nội, Cục Công trình đã được thành lập. Đây là tiền thân của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 ngày nay. Với nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, hàng trăm cán bộ công nhân viên của Cục Công trình đã ngã xuống, hàng nghìn người đã bỏ lại một phần xương máu của mình để đảm bảo cho mạch máu giao thông thông suốt. Với nhiều thành tích đã đạt được, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ôn lại truyền thống 51 năm ngày thành lập là dịp để tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động của Tổng công ty nhìn lại hoạt động của mình trong thời gian qua. Những năm vừa qua, mặc dù bị tác động bởi những khó khăn chung của cả nước, nhưng Tổng công ty đã không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải. Nhiều công trình dự án do Tổng công ty thực hiện đều đảm bảo chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra. Năm 2013, giá trị tổng sản lượng của Tổng công ty đạt 11.900 tỷ đồng, vượt 49% so với năm 2012. Doanh thu đạt 10.500 tỷ đồng. Tạo việc làm ổn định cho gần 8.000 lao động với thu nhập bình quân hàng tháng đạt 7,9 triệu đồng một người. Hoàn thành tốt việc nộp ngân sách cho nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động.